Đầu tiên, để xếp hình, Vi sẽ lật các mặt hình lên. Mặt nào đang bị úp xuống thì lật lên hết. Sau đó Vi sẽ phân loại theo màu sắc, nhân vật hoặc các bộ phận cơ thể. Bộ phận cơ thể như mắt, mũi, miệng, tay, chân là những phần dễ ráp nhất nên Vi sẽ ráp trước. Vi đang xếp mặt của Sumo và Rider. Có vẻ hơi chán nên Vi gỡ ra và xếp lại theo ý của mình. Ủa thấy kỳ kỳ ta. Rồi mất tiêu rồi trời. Oh no. Rồi gỡ ra xếp lại luôn. Rảnh ghê. Rồi đi đâu nữa rồi trời. Sau khi xếp các nhân vật thì phần khó nhất là những tiểu tiết xung quanh, bởi vì nó không có một cái manh mối nào giống như mắt, mũi, miệng, mà nó là những đường kẻ, đường thẳng, hoặc bầu trời, bãi cỏ là những màu rất giống nhau. Cho nên lần này Vi phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Hai mẹ con cùng làm với nhau. Mục đích của trò chơi là hy vọng có thể giúp Vi rèn được tính kiên nhẫn. Khi làm việc gì thì mình làm cho hoàn thành rồi mới đi chơi, hoặc là rồi mới làm công việc khác. Trò chơi xếp hình quan trọng nhất là thử thách tính kiên nhẫn của bản thân. Rồi cuối cùng đã sắp xong rồi.